quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, trong lúc dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, thì chúng ta lại nhận một tin buồn. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần lúc 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng ở Hà Nội. Được biết, ngày 15 tháng 9, tại nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức long trọng lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia đoàn viếng. Tiếp đó, đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh. Cùng tham gia đoàn viếng có các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng gửi vòng hoa kính viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Vô cùng thương tiếc Đại tướng Phùng Quang Thanh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng. Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Tiếp đó, đoàn đại biểu Công an Trung ương do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương dẫn đầu vào kính viếng. Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu vào kính viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh còn có đoàn của các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương. Đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do Đại sứ Sang Phét Hung Bung Noan dẫn đầu vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gửi vòng hoa kính viếng. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ghi sổ tang. Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vị tướng tài tiêu biểu của quân đội ta. Với hơn 53 tuổi đảng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đại tướng là một tấm gương bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người đồng chí trọn vẹn nghĩa tình, người chỉ huy can trường, mưu trí, dũng cảm, quyết đoán và trưởng thành trong chiến đấu. Trong mọi cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong hai nhiệm kỳ, đồng chí đã cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đối với quân đội và dân quân tự vệ. Tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách quan trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến của đồng chí Phùng Quang Thanh. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh. Trong niềm xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng ghi sổ tang. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh. Một tấm gương bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu, người chỉ huy quân đội mẫu mực, trung kiên, người đồng chí trọn vẹn nghĩa tình, có tấm lòng nhân hậu,
trước sau đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, nhà nước, quân đội ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Xin được gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất về sự mất mát không gì bù đắp được. Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện chung sức chung lòng hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân. Xin thành kính nghiêng mình dâng hương tưởng nhớ người đồng chí, người anh kính mến, thân thương. Tiễn biệt đồng chí Phùng Quang Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng viết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thành, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên đại biểu Quốc hội. Đại tướng Phùng Quang Thành là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của anh là một tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường. Anh còn là tấm gương về sự đức độ, giản dị, chân thành và luôn quan tâm đào tạo, rèn luyện, dìu dắt thế hệ kế tiếp. Ghi sổ tang, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xúc động viết: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc Đại tướng Phùng Quang Thành, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên đại biểu Quốc hội, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước, quân đội nhân dân ta. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng kiên cường, chỉ huy quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, nhà nước, hoạch định đường lối, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao của đồng chí, nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam kính cẩn thắp nén tâm hương vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh và chia buồn cùng gia quyến. Từ 12 giờ 30 phút cùng ngày, lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đọc lời điếu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban lễ tang nhà nước bày tỏ: Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để đưa tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Thay mặt gia đình, ông Phùng Quang Hải, con trai Đại tướng Phùng Quang Thanh, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, mặt trận Tổ quốc, ban lễ tang nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa cha mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đại diện gia quyến và các đồng chí dự lễ truy điệu đi một vòng quanh linh cữu tiễn biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh, trên nền nhạc trầm buồn, hồn tử sĩ, nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu lên xe tang được tiến hành, tiễn đưa Đại tướng Phùng Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949, quê ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
thường trú tại số 10 ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia cách mạng vào tháng 7 năm 1967, vào đảng ngày 11 tháng 6 năm 1968. Đại tướng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí được trao quân hàm Đại tướng vào tháng 7 năm 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đại tướng đã từ trần hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 5 tháng 8 năm Tân Sửu âm lịch, tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đại tướng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc. Đại tướng được đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa Trang, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ trần hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 là sự mất mát lớn đối với Bộ Quốc phòng nói riêng và với nhân dân Việt Nam nói chung. Thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời thành kính phân ưu đến gia đình của Đại tướng và lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Cả nước xin được thắp nén nhang lòng, thành tâm vĩnh biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh.